Đây là nhà thờ cổ Bằng Lăng ở Tuy Hòa, Phú Yên, trên đường đi vào gần đá đĩa. À, cái bàn ủi nè, hồi xưa ủi con gà á. Gà có cái cửa đã ha, gà đóng dệt đẹp chứ bộ ha, cái cửa gà kìa. Đẹp lão hả? Đó, có cửa này, cái cửa này đó, cái cửa đã không? Cái bố cục này cũng hay chứ, để coi. Gần đá đĩa ở Tuy Hòa, Phú Yên. So với nhiều năm trước thì hiện nay quá đông du khách và rất là bát nháo. Đây là gần đá đĩa ở Phú Yên, 10 năm mình mới quay lại đây. Nhưng mà hiện nay thì rất là xô bồ,